Khi Bác Hồ còn sống đấy thì Bác hay xưng hô là đồng bào, là bà con, là người dân của nước Việt Nam. Thì hôm nay chúng ta về đây với nhau thì là một điều rất là vui mừng. Có rất là nhiều những cái khuôn mặt mới mà lần đầu tiên thì tôi mới được gặp. Và đấy cũng là một cái điều tốt lành cho tất cả chúng ta là cùng đồng tâm, đồng chí, đồng ý, đồng lòng để mà đồng hành. Ta vừa nghe cô Hải nói những cái câu chuyện rất là cảm động xung quanh cái câu chuyện tu dưỡng về đạo đức, về đạo và đời. Thì bây giờ tôi nói tiếp về cái câu chuyện về đời, đạo và đời. Ở đây có một người mà tôi rất là yêu mến và kính trọng, đó là nhà sư Trần Thị Mận ở tận Hà Nam của đây. Chúng ta vẫn thường nói với nhau tức là Phật tại tâm mà tu tại gia. Trong tâm của mỗi người đều có hình ảnh của Phật, mà trong mỗi một gia đình nếu sống lương thiện, mà ta gọi là chuyện tử tế đó, sống tốt đẹp vì người, vì người đời, thì người cái ngôi nhà ấy đấy cũng chính là cái ngôi chùa thiêng liêng của mỗi một trái tim con người. Thì tất cả chúng ta đều là như vậy cả. Và trong một cái tình cảm rất là đỗi thân thương như thế này thì hôm nay tôi về đây để nói chuyện với bà con, với tất cả chúng ta một vài câu chuyện cảm động về Bác Hồ. Mà chính vì có Bác mà chúng ta mới gặp nhau ở đây. Đấy, Bác là cái điểm đồng quy, đồng tâm để cho chúng ta đến với nhau và mãi mãi ở bên nhau. Cái giờ phút như thế này là gần 9 giờ 30 phút rồi. Ta hãy hình dung là 50 năm trước đây, những cái giờ phút như thế này là Bác viết di chúc đây. Đây là bản di chúc. Cái bản di chúc này là sách khổ lớn mà Đảng ta in hàng triệu triệu bản nhé, để mong cho mỗi một người dân, nhất là mỗi cán bộ đảng viên đều phải có để đọc, để hiểu và để thuộc. Cả cái bản di chúc này Bác để 4-5 năm liền để viết, để chữa, mà cuối cùng chỉ có 1.000 từ thôi. Còn nếu chúng ta dùng cái cuốn sách khổ nhỏ như thế này là tiện nhất này, nó gọi là sách bỏ túi mà. Ai cũng có một cuốn di chúc như thế này, cô Hải vừa mới nói này. Ai cũng có một cái cuốn lịch sử nước ta như thế này này, đều người viết đều là Bác cả này, Bác Hồ của chúng ta. Lịch sử nước ta. Và đây là cuốn di chúc của Bác. Bác viết cái tác phẩm lịch sử nước ta này bằng thơ đấy nhé, bằng văn vần này để chúng ta dễ hiểu, dễ thuộc. Bác gọi là Việt Nam Diễn Sử Ca mà. Khi Bác viết cái Việt Nam Diễn Sử Ca, tức là lịch sử nước ta này, Bác bắt đầu lấy chính thức lấy tên là Hồ Chí Minh vào năm 1942. Trước đó là năm 1941 thì Bác về đến Bắc Bó Cao Bằng vào đúng ngày 28 Tết. Thì năm sau cũng ở núi rừng Việt Bắc như thế, Bác viết Việt Nam Diễn Sử Ca, tức là lịch sử nước ta. Mà cái vĩ đại của Bác là viết xong tác phẩm này, Bác còn ghi chú ở dòng cuối cùng này là 1945 Việt Nam sẽ độc lập. Thì quả nhiên là 3 năm sau, cách mạng tháng 8 nổ ra và đất nước chúng ta đã có tự do, từ nô lệ thành tự do. Đấy là công lao trời biển của Bác đấy, mới có được Việt Nam của ngày hôm nay. Ta chỉ cần so sánh mấy cái số liệu này để đủ thấy cái niềm tự hào của chúng ta về Bác. Từ thế kỷ thứ 13, thời nhà Trần ấy, với Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Tuấn ấy, đấy, lúc bây giờ nước ta là 3 lần đại thắng quân Nguyên xâm lược Việt Nam, mà lúc đó cả nước Đại Việt của chúng ta mới chỉ có 4 triệu dân. Thế còn khi cách mạng tháng 8 thành công mà Bác đọc tuyên ngôn độc lập để khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đấy, thì cả nước mới có 20 triệu người, mà đã chết 2 triệu người chết đói thê thảm, còn có 18 triệu. Ta mới hiểu vì sao
mà phiên họp đầu tiên của chính phủ mà bác là chủ tịch. Chủ tịch chính phủ tức là thủ tướng đấy. Bác là kiêm cả chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia nhé. Có thời kỳ bác kiêm luôn cả thủ tướng là chủ tịch chính phủ. Mà trong đảng thì bác kiêm luôn cả tổng bí thư đấy. Chủ tịch đảng và tổng bí thư. Cái năm 45-46 là thời kỳ mà vận nước ta ngàn cân treo sợi tóc, thù trong giặc ngoài. Quân Tưởng, quân Anh, quân Ấn, quân Pháp vào đồng minh với nhau để mà xâm chiếm Việt Nam. Mà thời bây giờ là chính phủ liên hiệp. Cái ông Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Tường Tam, ông ấy bỏ trốn, ông ấy cầm hết tiền của chính phủ đi ông trốn. Thì trong hoàn cảnh ấy bác buộc lòng phải kiêm luôn cả Bộ trưởng Ngoại giao nữa cơ. Trên đời bác vất vả lắm. Bao nhiêu nhọc nhằn gánh nặng đều trên vai bác cả. Ta hình dung xem, bác chưa có bao giờ có một giấc ngủ yên lành đâu. Chưa bao giờ có một bữa ăn ngon đâu. Bác nói là ăn không ngon, ngủ không yên chỉ vì nước mình chưa độc lập. Chỉ vì dân ta chưa tự do và hạnh phúc. Nhất là đồng bào miền Nam. Cho nên bác nói là miền Nam trong trái tim tôi là thế mà. Bác thương nhớ đồng bào miền Nam. Nếu ta yêu quý bác, ta nhớ đến bác, ta nhớ cái câu này này. Bác nói là tôi yêu đồng bào miền Bắc, tôi cũng yêu đồng bào miền Nam. Và tôi nguyện dâng hiến cả đời tôi cho nhân dân, cho dân tộc. Và rộng hơn là cho cả thế giới nhân loại cơ. Bác là như vậy. Thế từ một cái cảm nhận chung như thế về bác, bây giờ hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây trong ngày cuối năm. Hôm nay là mùng 10 âm lịch rồi. Đúng không? Chúng ta nhớ là 12 ngày nữa nhé. 12 ngày nữa là đến 22 Tết rồi. 22 âm lịch. 23 Tết là Tết ông Công ông Táo chứ gì. 22 Tết tôi nhắc lại như vậy để lại làm gì? 22 tháng Chạp là ngày giỗ bà Hoàng Thị Loan, mẹ của bác đấy. Mà lúc mồ côi mẹ bác có 10 tuổi đầu. Mà đời bác đấy, bác chỉ chứng kiến trực tiếp cái chết của mẹ và của em trai bác, em nhỏ của bác. Em nhỏ của bác tên là gì nào? Nguyễn Sinh Nhuận, đẻ Huế mà. Mà khi đẻ ra là không có sữa mẹ. Bác toàn phải đi xin nước cơm, nước cháo ở hàng xóm nuôi em. Cho nên đặt tên em là Nguyễn Sinh Xin. Đi xin sữa, xin cháo. Mà em nhỏ của bác chỉ sống được có 4 tháng tuổi đấy. Bác đau đớn lắm. Mà hoàn cảnh gia đình nghèo túng. Trước đây thì bố làm quan. Nhưng mà bố bác là một ông quan chính trực thanh liêm, trên triều đình nó ghét bỏ, nó cứ đầy ải đi khắp nơi xa xôi. Lúc mà mẹ mất là bố bác có nhà đâu. Lúc đó bố bác còn đang ở tiết trong núi rừng Thanh Hóa. Vì triều đình nó điều bác đi chấm thi, cụ là quan về nhà giáo dục. Thế mà ngày xưa đi đâu đấy là mang con trai cả đi. Tức là anh trai bác, ông Nguyễn Sinh Khiêm đấy. Bác là Nguyễn Sinh Cung lại thời thơ ấu. Chị gái bác là bà Nguyễn Thị Thanh. Mà chị gái bác còn có một cái tên rất đẹp là Bạch Liên. Liên tức là hoa sen. Bạch Liên tức là hoa sen trắng. Trên tên bác là Hồng Liên là thế đấy. Là hoa sen hồng. Thì trong hoàn cảnh ấy, hàng xóm phải giúp bác làm tang cho mẹ, cho em. Mẹ bác là an táng ở ngoại ô thành phố Huế. Triều đình nhà Nguyễn nó không cho chôn ở trong nội đô đâu, tít lên trên ngoại ô, mà phải lên tận cái núi gọi là núi Ba Tầng để an táng mẹ. Rồi sau này thì anh trai bác là ông Cả Khiêm, chị gái bác là bà Thanh mới đưa hài cốt của mẹ về quê. Trong chúng ta đây ai ở Nghệ An, Hà Tĩnh là quê bác này, như anh Kỳ đây, thì có điều kiện thuận lợi thường xuyên được đến viếng mộ bà Hoàng Thị Loan. Còn chúng ta có điều kiện sẽ về. Mà về trước khi viếng mộ mẹ Hoàng Thị Loan ấy, ta còn thấy dưới ở chân đèo một cái ngôi mộ nhỏ. Vẫn có bia.
đấy là ngôi mộ của em nhỏ bác đấy. Trên bia ghi như thế này này: Nguyễn Sinh Nhuận, tức Nguyễn Sinh Xin, chỉ sống được 4 tháng tuổi, em trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên bác mới viết là trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, học hành là ngoan. Bác thương cho các cháu nhỏ, thương các bà mẹ, phụ nữ, và thương tất cả mọi người dân, nhất là chúng ta. Chúng ta hầu hết đây là nông dân. Nông dân là bác thương nhất, vì nghèo khổ vất vả, hy sinh nhiều nhất. Mà bản thân bác cũng sinh trưởng từ trong một gia đình nông dân nghèo chứ. Mẹ bác còn làm ruộng cơ mà, còn làm nghề dệt vải, dệt lụa để nuôi chồng, nuôi con cơ mà. Chứ bác hiểu thấu lòng dân lắm. Đó. Thì ta mới nhớ ra một cái chi tiết này. Nghèo đến khúc mức là phải tháo cái cánh cửa này, lấy cái miếng gỗ nhỏ trong, đóng cái áo quan nhỏ xíu, bọc cái áo rách của bác đem em đi chôn. Trên suốt đời bác là không bao giờ bác quên được ấn tượng như thế cả. Sau này có lần bác kể cho chúng ta nghe một cái câu chuyện cụ thể như thế này. Bác dỗ em mà em không nín. Mẹ thì mất rồi, sữa thì không có. Bác tủi thân, bác khóc theo em. Đấy là thời thơ ấu của bác. Thế mà sau này ở kháng chiến Việt Bắc, mà bác đã là lãnh tụ rồi nhé, bác làm việc khuya cả đêm, các cái đánh máy tài liệu thế này dưới ngọn đèn dầu, mà bác cứ nghe tiếng trẻ khóc trong làng, trong bản, thì bác nói với đồng chí cảnh vệ của bác là: chú vào xem vì sao mà các cháu khóc nhiều vậy. Bác còn nghe cả tiếng các cháu nó ho nữa cơ. Bác nói câu này ta xem bác có thương dân không nhé. Bác bảo mang chai mật ong đồng bào tặng bác đấy, bác chưa dùng đâu, mang vào cho các cháu nó ho nhiều quá, bác xót ruột lắm. Mà bác nghe các cháu nó khóc, bác lại bỗng tủi thân nghĩ về ngày xưa, bác cũng dỗ em như vậy, em khóc không nín mà bác tủi thân, bác khóc theo em cơ mà. Cho nên tôi rất mong chúng ta hiểu về bác thì hãy hiểu bác như một con người bình thường như chúng ta thế này này. Bác cũng như chúng ta, bằng xương, bằng thịt, có niềm vui, có nỗi đau, có lý trí và có cảm xúc. Chứ đừng có biến bác thành ông thánh nhé. Bác vĩ đại như Đức Phật, Đức Chúa, như bậc thánh vậy. Nhưng trước hết bác vẫn là một con người. Chúng ta rất là quý trọng tâm linh của mỗi người, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ rơi vào mê tín dị đoan nhé. Cái ngôi nhà này, cái mái nhà chung này, cái trường học tâm đức này này, là trường học của những tấm lòng chân thành, hiếu nghĩa, chứ không phải là nơi để tụ tập mê tín dị đoan. Đấy, đấy là điều chúng ta cần lưu ý. Ngay cả bây giờ tình hình rất phức tạp, ở đâu đâu cũng có rất nhiều người cứ tự xưng là bác, rồi tâm linh của bác này khác đấy. Không có đâu, không bao giờ có chuyện đó cả. Ta nhớ là chỉ có một bác Hồ thôi, còn chúng ta là con cháu của bác, và chúng ta mang hình ảnh của bác, chúng ta học được bác, bao nhiêu thì quý bấy nhiêu, tốt bấy nhiêu. Khi còn sống bác dặn chúng ta một câu là: mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một vườn hoa đẹp. Ta xem thế này này, bác Hồ của chúng ta đấy, 10 năm cuối đời, tức là lúc bác 70 tuổi nhé, 70 tuổi cho đến khi mà bác mất là gần 80 tuổi, gì 79 tuổi, 10 năm cuối đời. Bác tuổi cao sức yếu như vậy, mà tại sao bác lại về với dân những 700 lần? Có ai mà đi nhiều đến như thế đâu, lãnh tụ mà đến với dân. Ngay cả trong đảng nhé, bác sinh hoạt chi bộ đảng, bác cũng không sinh hoạt với cấp cao ở trên trung ương bộ chính trị đâu, dù mặc dù bác là chủ tịch đảng. Bác sinh hoạt chi bộ với những đảng viên thường, những người cần vụ, những người lái xe phục vụ bác ấy. Đấy, ta xem bác bình dị như vậy. Riêng nông dân, riêng ở xã, bác về tới 700 lần.
Thì đây là một cái sự kiện rất là cảm động. Thế giới họ ngưỡng mộ Bác bởi vì người ta tìm thấy ở Bác Hồ là lãnh tụ của dân và vì dân. Mà cũng 10 năm cuối đời đấy, Bác thưởng 5.000 huy hiệu người tốt, việc tốt. Cái huy hiệu mà có hình ảnh Bác gắn trên ngực của mỗi người đấy này, cho tất cả những người mà có tấm gương tốt, từ em nhỏ đến cụ già, từ trẻ nhỏ đến người lớn, thì đủ hiểu là Bác quan tâm đến tất cả mọi người thế nào. Khi Bác mất ấy, ta còn thấy trên cái giường, trên cái bàn làm việc của Bác, bàn làm việc của lãnh tụ mà đơn sơ, bàn gỗ mộc như trần như thế này, còn có cả cái điều lệ hợp tác xã nông nghiệp mà Bác sửa chữa từng câu từng dòng một bằng bút đỏ của Bác, mực đỏ của Bác. Bác còn dặn nhà thơ Tố Hữu là chú diễn ca ra thành văn vần cho dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc. Đấy, Bác thương nông dân đến như thế. Thì đấy là một vài chi tiết rất là thoáng qua, để rồi chúng ta càng hiểu rõ thêm chúng ta có hạnh phúc như thế nào khi trong cuộc đời mình có Bác Hồ. Đấy. Tôi trở lại cái câu chuyện với nhà sư Trần Thị Mận ở đây. Đấy. Tâm Phật tại tâm và tu tại gia. Đấy. Chúng ta cứ nhớ như thế. Tức là để tự nguyện, để tự giác, để tự chính trong trái tim và trong lòng mình. Nếu thực sự có tình yêu với đất nước, quê hương, với Bác Hồ, yêu thương mọi người nghèo khổ, yêu thương nhân dân như thế này, thì tự chúng ta sẽ biết phải sống như thế nào và phải làm việc như thế nào cho tốt nhất, cho đúng nhất, để xứng đáng là con cháu của Bác. Đấy là cái điều mà ta phải tâm nguyện hàng ngày nhé, hàng ngày. Đặc biệt nữa, chúng ta lưu ý một cái chi tiết là nói đến Bác Hồ thì cái từ Bác Hồ là thiêng liêng lắm. Các cháu nhỏ nhi đồng chỉ gọi một câu là Bác thôi là đã hiểu là Bác Hồ rồi. Còn dân chúng ta gọi Bác Hồ tức là để chỉ một con người vĩ đại trong lòng dân này, này trong trái tim của dân, không phải vĩ đại bằng bất cứ một cái gì khác đâu. Đấy. Nhưng trên thực tế thì Bác của chúng ta có một số lượng tên rất là lớn. Bác có tất cả 175 cái tên. Mỗi chúng ta cha mẹ sinh ra ai cũng có một cái tên thôi. Có thể có thêm bí danh. Nhưng mà Bác Hồ thì có tới 175 cái tên thôi. Trong đó có cái tên Hồng Liên, tức là hoa sen hồng. Vì chị gái Bác là Bạch Liên. Chị Bác từ trong quê Nghệ An ra tận Hà Nội thăm em trai của mình đã là chủ tịch nước, tức là Bác Hồ đấy. Thì Bác lấy tên là Hồng Liên cho tương xứng với chị là Bạch Liên, có thế thôi. Chứ còn Bác có tất cả là 175 cái tên. Nguyễn Ái Quốc là tên Bác chứ gì. Khi Bác hoạt động ở nước Pháp, ở nước Anh, nước Mỹ, ở phương Tây, Bác lấy tên là Nguyễn Ái Quốc. Lúc đó Bác mới có ngoài 20 tuổi. Mà đã nổi tiếng. 30 tuổi Bác đã sáng lập Đảng Cộng sản Pháp cơ mà. Vĩ đại đến như vậy. 30 tuổi tức là còn ít hơn chúng ta ở đây nhiều lắm. Đấy. Mà đã sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. 10 năm sau 40 tuổi Bác sáng lập Đảng ta. Mùng 3 tháng 2 này là ta kỷ niệm sinh nhật Đảng lần thứ 89 nhé. Đấy. Thì ta mới nhớ đến hình ảnh của Bác là Nguyễn Ái Quốc, tức là người thanh niên họ Nguyễn yêu nước. Vậy mà đến khi làm chủ tịch nước, Bác lại lấy tên là Nguyễn Ái Dân. Nguyễn Ái Dân tức là yêu dân. Đời Bác chỉ vì dân và vì nước thôi. Yêu nước thì yêu dân, ái quốc thì ái dân. Đấy. Và bây giờ học Bác, ta luôn luôn tâm niệm cái điều này. Để bất cứ việc làm lớn nhỏ nào, làm đúng như lời Bác dặn đấy. Bác dặn là chỉ làm điều tốt cho dân, điều lợi cho dân thôi. Khó mấy cũng phải làm cho bằng được. Và tránh xa những điều có hại tới dân, dù chỉ một cái hại nhỏ. Là như thế đấy. Bác dạy chúng ta là đi đường mà thấy một cái cành gai mà biết cầm lấy vứt đi một chỗ khác để người sau đi người ta không dẫm vào đấy, thế đã là thiện rồi đấy, đã là tốt rồi đấy. Thì từ những việc nhỏ như vậy ta mới thấy là Bác rất gần với đạo Phật.
học được Phật học, tức là khoa học về về đạo Phật đấy, thì cũng chính là học được tư tưởng của Bác ấy, vì Bác rất gần đạo Phật. Ai ở gần Bắc Bó, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, cái vùng căn cứ địa cách mạng đấy, thì đừng quên là Bác vẽ tượng Phật trên vách núi cho dân thờ đấy nhé. Cái chỗ này cô Hải đã đến rồi đấy này, chỗ Bác Bó đấy. Bác đặt tên là núi Các Mác này, suối Lenin này, rồi vẽ tượng Phật cho vách núi, trên vách núi cho dân thờ. Bác hiểu lòng dân thế các bạn. Ở Thái Lan, Bác lấy tên là Thầu Chín, Bác mặc áo cà sa nhà Phật đấy chứ, Bác đi khất thực thế này. Nhưng đấy là Bác vận động dân làm cách mạng đấy chứ. Ở Thái Lan rất nhiều người Việt Nam ở bên đó mà. Bác mặc áo nhà chùa, Bác ngủ trong chùa như một Phật tử. Bác gần gũi mọi người như thế. Thế rồi Bác làm cách mạng, Bác là một người cộng sản, Bác sáng lập ra Đảng Cộng sản cả Pháp và Việt Nam. Thì Bác là một người cộng sản hiện đại nhất của cái thế kỷ 20 vừa qua và cả hiện nay và mãi mãi sau này nữa. Nhưng Bác lại mang trong tâm mình cái tâm của nhà Phật. Từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha. Cứu một người, phúc đẳng hà sa. Bác không chỉ cứu một người, Bác cứu cả dân tộc. Và góp phần cứu cả cái nhân loại khổ đau này. Cho nên Bác không chỉ của Việt Nam đâu, Bác còn của cả thế giới nữa. Bác tự nguyện hóa thân vào dân, vào nước, cả vào nhân loại khổ đau nữa. Đấy là Bác Hồ. Thế bây giờ, để chúng ta hiểu thêm rõ về Bác, nhất là trong cái năm 2019 này, thì tôi muốn nhấn mạnh với tất cả chúng ta mấy cái điểm này nhé. Một là năm nay, Đảng ta sẽ kỷ niệm nửa thế kỷ Bác mất. 50 năm. Trong chúng ta đây, ai sinh vào năm 69 ấy, năm nay đã là 50 tuổi. Năm 69 là năm Bác mất đấy. Còn Bác viết di chúc này này thì trước đó 4-5 năm cơ. Lúc 75 tuổi Bác bắt đầu viết di chúc. Mà Bác thương dân, Bác không muốn dân biết. Vì di chúc tức là điều buồn mà. Người sắp mất thì mới viết di chúc. Bác hiểu rõ điều đó chứ. Không ai sống mãi ở đời này được cả. Sinh lão bệnh tử là quy luật của muôn đời. Bác biết rồi cũng đến lúc ra đi, cho nên Bác viết lại cho dân những điều gì căn dặn. Nhưng Bác thương dân, Bác không muốn để dân lo, cho nên Bác mới dặn đồng chí Vũ Kỳ là thư ký của Bác đấy, là chú giữ bí mật cho Bác, đừng nói lộ ra ngoài để dân lo. Chỉ khi nào Bác đi rồi, chú hãy báo với Trung ương cho Bác là Bác có bức thư để lại đó. Bác khiêm tốn, Bác gọi là bức thư, mấy lời để lại cho dân, chứ không gọi là di chúc. Còn Đảng ta gọi là di chúc, là một tác phẩm quan trọng cuối đời của Bác. Một tác phẩm quan trọng nhất. Mà bây giờ ta nhớ nhé, di chúc này đã trở thành quốc bảo, tức là bảo vật quốc gia. Đấy. Bảo vật quốc gia tức là vật quý báu của muôn đời, truyền cho con cháu mai sau này. Bây giờ chúng ta đều đã đứng tuổi cả. Các em nào còn ít tuổi là thanh niên thì rồi cũng sẽ đứng được thành trung niên, già đi. Chứ nhớ câu của Bác là con người ta ai cũng sinh ra rồi lớn lên. Lớn lên rồi già đi. Mà già thì sẽ yếu. Mà yếu rồi cuối cùng cũng sẽ chết. Cho nên khi sống phải sống cho nó tử tế, sống đúng, sống đẹp. Và truyền lại cho con cháu để kế tiếp. Bác hiểu rõ điều đó lắm chứ. Thế cho nên, Bác không chỉ ký tên là Hồ Chí Minh ở trong di chúc đâu. Bác lại còn lấy bút, Bác viết bằng viết tay một dòng chữ. Và Bác mời người lãnh đạo cao nhất của Đảng ở Trung ương này đến ký cho Bác một chữ. Đây là chữ ký của Bác này. Hồ Chí Minh. Bác ghi rõ ngày 15 tháng 5 năm 65. Bác viết bên này, bên trái này là chứng kiến của bí thư thứ nhất. Bí thư thứ nhất tức là tổng bí thư như ta gọi bây giờ đấy. Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam lúc đó. Bây giờ là Đảng Cộng sản. Lúc bây giờ đứng đầu Trung ương là đồng chí Lê Duẩn. Đây là chữ ký của ông Lê Duẩn. Nhưng mà người giữ di chúc và đọc được di chúc của Bác lại là ông Vũ Kỳ. Ta đều biết ông Vũ Kỳ là thư ký của Bác chứ. Ông Vũ Kỳ là ở với Bác lâu nhất, 25 năm liền. 25 năm liền từ Bác Bó Tân Trào đến tận khi Bác mất.
Bác mất rồi, Trung ương mới cử ông Vũ Kỳ làm giám đốc bảo tàng Hồ Chí Minh. Mà bây giờ ông Vũ Kỳ cũng đã về với bác, về hết rồi. Bác có 8 người thư ký giúp việc. Bác bảo tên các chú dài lắm, gọi lên dễ lộ bí mật. Bác đặt cho mỗi chú một cái tên, ghép lại thành khẩu hiệu. Bác cháu hàng ngày gọi nhau mà nhớ lấy nhiệm vụ. Nó mới dẫn đến câu là trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Trường là ông Ma Văn Trường ở Cao Bằng nhé, dân tộc Tày mất rồi, mất hết rồi. Chiến là ông Tạ Quang Chiến. Ông Tạ Quang Chiến là năm nay 94 tuổi, người duy nhất còn sống nhưng cũng yếu lắm, không làm việc được nữa. Kỳ là ông Vũ Kỳ đấy. Ông Vũ Kỳ là bác giao cho giữ di chúc, ở với bác từ đầu đến cuối không thay đổi. Còn các vị khác là có thể điều động, có thể đề bạt, có thể bổ nhiệm thì thay đổi. Ông Vũ Kỳ ở từ đầu đến cuối chỉ là người giúp việc bác. Nhưng đấy là về mặt chính quyền nhé, tức là về người ta gọi là về mặt chuyên môn đấy, không giữ một chức vụ gì, chỉ là thư ký của bác. Nhưng mà trong đảng thì khác đấy. Bác là lãnh tụ đảng nhưng bác cũng là đảng viên chứ. Bác cũng sinh hoạt chi bộ. Thì cái chi bộ bác sinh hoạt đấy, ông Vũ Kỳ là bí thư chi bộ của bác, tức là bí thư cấp ủy như ta nói bây giờ. Còn bác là đảng viên thường, bác tôn trọng lắm. Còn trong toàn đảng thì bác là lãnh tụ. Như thế thì ta học bác, học cái đức khiêm nhường, đức tận tụy, đức hy sinh, mà lấy bác làm tấm gương nhé. Ái quốc và ái dân. Năm nay đấy, ta còn kỷ niệm 70 năm tác phẩm dân vận nữa cơ. Trong số ở chúng ta đây, ai đã từng làm việc cho đảng, cho nhà nước này, hay là hiện nay vẫn đang công tác này, thì ta nhớ là năm 49, cách đây 70 năm, bác viết tác phẩm dân vận. Mà chúng ta về đây với nhau đấy, cũng chính là gặp nhau ở cái tâm về tôn trọng dân ấy. Dân vận tức là để tôn trọng dân, để thương yêu dân, để phát huy cái quyền làm chủ của dân. Thì bác viết dân vận cách đây 70 năm. Năm nay kỷ niệm cái sự kiện đó. Đặc biệt, năm nay cũng lại tròn 50 năm mà bác viết tác phẩm cuối cùng. Tác phẩm đó mang tên là Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa cá nhân tức là giặc nội xâm, giặc ở trong lòng này. Nó phá từ trong phá ra, nếu không có cái tâm trong sáng thì sẽ hại cho dân, cho nước, cho đảng. Tác phẩm cuối cùng của bác viết mà bác lại chỉ thị là đăng trên báo đảng đúng ngày sinh nhật đảng, mùng 3 tháng 2, làm tài liệu học tập cho toàn đảng, toàn dân về đạo đức cách mạng. Mà như cô Hải đã nhấn mạnh đấy, chỉ xoay quanh có 4 chữ thôi: cần kiệm liêm chính. Có cần có kiệm thì mới có liêm, mà có cần có kiệm có liêm thì rồi mới chính được. Cần tức là chăm chỉ làm việc, kiệm tức là tiết kiệm. Tiết kiệm tức là không hoang phí, tiết kiệm tức là tiêu dùng hợp lý. Bác rất là tinh tế, bác dạy chúng ta là tiết kiệm chứ không phải là bùn xỉn. Bùn xỉn keo kiệt là xấu, phải bỏ đi. Bác còn nói đùa với chúng ta là quê bác có cái tích về con cá gỗ ấy. Đấy, bác bảo vì khổ quá mà nó sinh ra thế, thì ta phải thương ông bà cha mẹ ta một thời khổ quá, còn bây giờ thì phải bỏ cái thói đó đi. Đấy, bác thế cơ mà. Tiêu dùng hợp lý là tiết kiệm, không phải bồn xỉn. Bác giải thích thế này nhé: việc đáng tiêu thì một vạn cũng không tiếc, còn việc không đáng tiêu thì một xu cũng không chi. Thế mà bây giờ tham nhũng như vậy, hàng nghìn tỷ của dân, thì ta thấy bác, nếu bác còn sống, bác đau xót như thế nào. Đây là cái câu mà ta phải ghi lòng đạc dạ. Bác dặn là mỗi đồng tiền bát gạo mà chúng ta tiêu dùng hàng ngày đều từ mồ hôi nước mắt của dân làm ra cả. Cho nên thương dân thì phải tiết kiệm. Lãng phí là không thương dân, mà tham ô tham nhũng là có tội với dân với nước, là ăn cướp của dân, là kẻ thù của dân, là tội ác đấy. Bác mới chỉ thị là trừng trị tất cả những kẻ bất liêm, bất kể chúng là ai đâu. Đảng ta bây giờ đang làm cái điều này, trừng trị tất cả những kẻ bất liêm, bất kể chúng là ai. Có bao giờ mà dữ dội như bây giờ, đến ủy viên Bộ Chính trị mà còn vào tù cơ mà.
mà còn bị khai trừ khỏi đảng cơ mà. Ta biết cả chứ. Bao nhiêu cán bộ cao cấp, bao nhiêu bộ trưởng, thứ trưởng, ủy viên trung ương là bị khai trừ hết, cách chức hết vì phạm tội. Mà đã phạm tội với dân với nước thì không có một ngoại lệ nào cả, chỉ có trừng trị. Bác viết một cái tác phẩm từ năm 46 nhé, lúc là chủ tịch nước đấy. Nhan đề là quốc lệnh. Quốc lệnh ta cứ hiểu như là lệnh của nguyên thủ quốc gia đấy, lệnh của chủ tịch nước ấy. Chỉ có 2 trang giấy thôi. Bác viết rất ngắn mà sâu sắc. 10 điều thưởng thì rất lớn cho những người có công với dân với nước. 10 điều trừng phạt những kẻ có tội thì bác rất nghiêm, gọi là nghiêm trị. Từ điều phạt thứ nhất đến điều phạt thứ 10 bác đều ghi tử hình hết. Việc gian phản quốc, tham ô, lãng phí, hại dân, hại nước mà phải kết án thành bản án ở tòa án ấy, thì phải tử hình hết. Đau mấy cũng phải chấp nhận để cứu cho cả chế độ nó trong sạch, nó vững bền. Mà là vì dân. Bác còn nói thế này nhé. Dân là đại biểu cho cái thiện. Người dân là tốt nhé. Bản chất của dân là tốt. Dân ở đâu cũng tốt thôi. Chỉ có làm điều xấu, điều ác thì dân mới phẫn nộ chống lại thôi. Chứ còn bản chất dân là hiền lành, cần cù, chịu thương, chịu khó. Dân chỉ muốn có một cuộc sống thanh bình, yên ổn để làm ăn thôi. Dân không có đòi hỏi gì cả. Dân là tốt, dân ở đâu cũng tốt. Da vàng, da trắng, da đen, da đỏ, khác màu da tiếng nói. Nhưng đã là dân thì bản chất của dân là tốt. Chính vì dân là tốt cho nên là quan ấy là phải cho nó xứng đáng với dân. Làm quan thì phải xứng đáng với dân, từ quan nhỏ đến quan lớn. Mà càng làm lớn thì càng phải ý thức được trách nhiệm với dân. Bác nói đến như thế cơ mà. Đấy. Cho nên là tất cả những kẻ phạm tội bất liêm phải trừng trị hết. Ta nhớ là khi mà những cái người mà tội nặng mà phải tử hình ấy, thì đã thi hành bản án rồi. Còn những cái mức nhẹ hơn một chút ấy, thì bác cho gọi đến. Cũng phải xử lý nghiêm khắc, nhưng bác cho gọi đến gặp trực tiếp bác. Bác nói thế này ta thấy có thể khóc được không? Bác bảo bác cũng có lỗi, bác cũng có khuyết điểm. Vì đã không dạy bảo các chú đến nơi đến chốn nên các chú hư hỏng. Thì cái ấy là lỗi của bác. Bác xin lỗi trước dân về điều đó cơ mà. Nhưng đây là điều bác bao dung nhé. Bác khiêm tốn. Lỗi là lỗi của chúng ta chứ. Bác nhận về bác vì bác là người lãnh đạo. Đấy là bác làm gương thôi, chứ lỗi lầm là của chính chúng ta. Bác nói tiếp một câu này này. Nhưng bác có quyền tự hào mà nói với các chú rằng cả đời bác không tơ hào cái kim sợi chỉ của dân. Bác chỉ thương dân, bác chỉ vì dân thôi. Bác không lấy của dân một xu nào hết. Nào, bây giờ tất cả mỗi người chúng ta hãy học bác về cái hành động ấy đi. Đấy là một. Thậm chí bác nói những câu này mà những cái kẻ tham lam phạm tội đấy, rồi cũng bị thức tỉnh. Mà con người ta thế chứ, dù thế thôi nhưng mà con người ta ai cũng có lương tâm mà được thức tỉnh đấy, thì cái tốt nó sẽ trỗi dậy. Bác nói thế này nhé, ở đời không có ai là thần thánh cả. Ai cũng là người thường, bác cũng vậy thôi. Đã là người thường thì ai cũng có cái tốt và cái xấu, cái hay và cái dở, cái ưu và cái khuyết, ai cũng vậy. Còn sống thì còn có khuyết điểm. Chỉ có người nào mà nằm trong bụng mẹ chưa ra đời thì không có khuyết điểm. Chứ đã cất tiếng khóc ấy là có khuyết điểm rồi đấy. Và thứ hai là người đã nằm trong áo quan thì hết khuyết điểm. Chứ còn sống còn làm việc thì khuyết điểm là chuyện bình thường, không sao cả. Quan trọng là có nhận ra khuyết điểm không, và có đủ dũng cảm để chữa khuyết điểm hay không, chữa lỗi lầm hay không. Đấy là chỗ bây giờ cán bộ đảng viên chúng ta phải noi gương bác mà học. Bác còn dặn thế này này, có lỗi thì hãy dũng cảm xin lỗi dân. Có lỗi hãy thành thật xin lỗi trước dân. Mà đã xin lỗi thì phải quyết tâm sửa lỗi, tức là bằng hành động cơ, chúng ta chỉ có nói không đâu. Nói đi đôi với làm. Đời bác là như vậy. Bác nói ít làm nhiều, chủ yếu là hành động thôi. Đấy, thì đấy là tấm gương của bác. Ai quê ở Thái Bình này? Thái Bình là cái tỉnh đồng trồng lúa nông nghiệp đấy. Bác về Thái Bình 6 lần tất cả. Trong đó có cái huyện Vũ Thư,
Bây giờ có một cái nhà lưu niệm vì bác có nghỉ lại một đêm ở đó. Bác về Thái Bình 6 lần tất cả, lần nào cũng là về trong mưa lũ. Nhà dân cứ chìm trong nước như thế này, bác xót xa lắm. Trời thì tối mưa cứ ngày một nặng hạt. Tỉnh sợ bác bị ốm, mời bác lên xe về thị xã. Bác dặn hết mọi nhẽ rồi, phải làm lại nhà cho dân, phải cứu đói ngay cho dân, tuyệt đối không được để dân đói. Và phải giữ gìn vệ sinh phòng bệnh, không được để xảy ra bệnh tật sau lũ lụt. Bao giờ sau lũ lụt là cũng rất nhiều bệnh tật. Rồi bác mới lên xe. Về thị xã mà thời bây giờ nó còn nghèo lắm, chứ đâu như bây giờ. Thế là tỉnh mới mời bác ăn cơm. Bác nói một câu này mà ai cũng sửng sốt này. Đi thăm tỉnh lụt mà còn ăn uống gì nữa. Chú nào đói thì lấy bánh mì, lấy cơm nắm của bác mang theo mà ăn. Bác không ăn đâu. Đấy. Bác là thế đấy. Lần cuối cùng về thăm Thái Bình trước khi mất. Thì chỉ một cơn mưa lạnh đầu mùa thôi. Mà tay bác đã liệt cả. Ta có biết đâu. Bác tập trong đêm khuya ở vườn nhà bác. Có cái vườn cây trong nhà sàn đấy. Chúng ta đã ngủ ngon giấc rồi, để ta không đau được, không xót xa. Bác tránh cho chúng ta cái điều xót xa đâu. Bác cố tập vượt qua đau đớn bệnh tật để cố sống mà chờ dân miền Nam chiến thắng. Cứ chìm trong nước như thế này, bác xót xa lắm. Trời thì tối mưa cứ ngày một nặng hạt. Tỉnh sợ bác bị ốm, mời bác lên xe về thị xã. Bác dặn hết mọi nhẽ rồi, phải làm lại nhà cho dân, phải cứu đói ngay cho dân, tuyệt đối không được để dân đói. Và phải giữ gìn vệ sinh phòng bệnh, không được để xảy ra bệnh tật sau lũ lụt. Bao giờ sau lũ lụt là cũng rất nhiều bệnh tật. Rồi bác mới lên xe. Về thị xã mà thời bây giờ nó còn nghèo lắm, chứ đâu như bây giờ. Thế là tỉnh mới mời bác ăn cơm. Bác nói một câu này mà ai cũng sửng sốt này. Đi thăm tỉnh lụt mà còn ăn uống gì nữa. Chú nào đói thì lấy bánh mì, lấy cơm nắm của bác mang theo mà ăn. Bác không ăn đâu. Đấy. Bác là thế đấy. Lần cuối cùng về thăm Thái Bình trước khi mất. Thì chỉ một cơn mưa lạnh đầu mùa thôi. Mà tay bác đã liệt cả. Ta có biết đâu. Bác tập trong đêm khuya ở vườn nhà bác. Có cái vườn cây trong nhà sàn đấy. Chúng ta đã ngủ ngon giấc rồi, để ta không đau được, không xót xa. Bác tránh cho chúng ta cái điều xót xa đâu. Bác cố tập vượt qua đau đớn bệnh tật để cố sống mà chờ dân miền Nam chiến thắng.